khảo cái cách đi ngọc của một cao thủ này nha. Bạn ấy đang đi là ba thuộc tính băng hỏa độc này. À, cái này hỏa độc trùng liên này. Tất nhiên là nhiều người thì không có thể là không bú được cái trùng ấy, thế nhưng mà các bạn tham khảo cái cách đi ngọc của họ ấy. Đấy, cái cách đi ngọc ấy, nhiều khi là các bạn soi này các bạn cũng phát hiện ra những cái cách đi ngọc khá là hay. Mình xem cái cách đi ngọc của người ta ấy, xong là mình nhẩm nhẩm trong đầu là à, họ đi như này thì ý tưởng họ là như thế nào. Áo này thú cưỡi là Cửu Châu Thần Long anh em ạ. Đây này, vào rồi. Vào đây làm gì? Ơ thằng này mày vào đây làm gì? Nán nhí. Xem võ hồn có mấy. Võ hồn 1 nha anh em. 422, 429. Ai da, người gớm mặt đấy nha. Gớm mặt cái võ hồn này. 22 cộng 29 là tổng là 851 đấy. 851 thể đấy. Ghê nhở. Nhưng thân thì cũng là bình thường thôi. Chí khá cao. Cái chí khi mà đổi thành cái thân thì ngon. Thân cũng ở mức cũng ngon, nhưng mà nó không vọt hẳn lên như thể cao nhỉ. Cái gì đâu, tao chỉ còn đưa tao ơ trời. Vãi thành niên. Mày kích. Thả ra cái nhéo gì đấy. Cỏ ở đây cơ mà mày chạy đâu ấy?